một người đàn ông bị bắt sau khi đe dọa đánh bom trên phi cơ tại Úc Đại Lợi. Tin từ Cairns, đài truyền hình số 7 đưa tin một người đàn ông đã bị bắt sau khi đe dọa đánh bom chuyến bay của hãng Jetstar trước khi phi cơ rời khỏi thành phố Cairns để lên đường tới thành phố Sydney. Các hành khách được lệnh rời khỏi phi cơ trong khi nhà chức trách kiểm tra phi cơ và hành lý. Không có vật đáng ngờ nào được tìm thấy, cho phép chiếc phi cơ được cất cánh. Đài truyền hình ABC đưa tin người đàn ông bị khởi tố với cáo buộc đe dọa an toàn hàng không.